Hiện nay, nhiều học sinh không mặn mà với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông bởi các em có nhiều phương án vào đại học. Một trong những phương thức được nhiều thí sinh ưu tiên là xét tuyển sớm. Hiểu đơn giản là thí sinh tham gia xét tuyển đại học bằng các phương thức như học bạ, điểm kỳ thi đánh giá năng lực, chứng chỉ ngoại ngữ, không bao gồm phương thức sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Em lựa chọn một phương thức xét tuyển là phương thức xét tuyển kết hợp học bạ và chứng chỉ IELTS. Về học bạ thì em nghĩ là điểm hai môn xét tuyển trong tổ hợp của em cũng tương đối tốt và điểm IELTS của em mặc dù nó không cao nhưng mà nó cũng tầm mặt bằng chung, nó không thấp quá, nó đủ chỉ tiêu ở trường nên là em cũng tự tin nộp học bạ vào trường. Em chọn xét học bạ vì điểm học bạ em đủ đẹp rồi và nó an toàn để em tăng thêm cái cơ hội em trúng tuyển vào một trường nào đó thay vì chỉ dựa vào mỗi việc là đi thi đại học. Với nhiều ưu điểm như thủ tục đơn giản, giảm áp lực thi cử, phương thức xét tuyển sớm đã nhận được sự ưu ái trong nhiều mùa tuyển sinh qua. Tuy nhiên, để chắc suất vào đại học, thí sinh cần đặc biệt lưu ý một số điều sau. Thứ nhất là phải đọc kỹ đề án tuyển sinh. Cái thứ hai, từ cái đọc đề án tuyển sinh các bạn sẽ nắm được cái điều kiện tuyển sinh, các phương thức tuyển sinh, rồi các điều kiện phụ nếu có để các bạn tìm hiểu, sắp xếp và bố trí các cái kết quả của cá nhân. Cái thứ hai là các bạn phải nắm được thời gian tổ chức xét tuyển để tránh cái việc là hoặc là các bạn nộp muộn hoặc các bạn là lại bỏ lỡ cái cơ hội. Thí sinh cần lưu ý việc trúng tuyển sớm chỉ là điều kiện cần để các em trúng tuyển. Dù chọn phương thức nào để xét tuyển đại học, thí sinh cũng cần đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông.